Rồi trước khi đi đến cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, con Natiuna C46, thì em muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em đang xem video clip này. Chúc anh em có một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe nè, nhiều cái sự may mắn cũng như là bình yên đến với gia đình. Thì C46 nó cũng không khác biệt mấy so với con C45. Chúng ta có một cái phần mặt gương, chúng ta có một cái phần thanh dò đài bằng nhôm rất là đẹp, và những cái phần viền kim loại của con C46 này cũng rất là đẹp ha. Đây, đẹp luôn. Và công suất của những cái dòng mà xe nó đều là công suất lớn, đều là con này thì 40W này. Rất là đẹp ha. Con này gần như là đẹp 95%. Anh em thấy cái phần tay cầm này không bị nổ hộp, và cái phần viền này xuống rất là đẹp luôn. Cái bây giờ em sẽ test cái cách âm. Con này được trang bị hệ thống 5B equalizer nè. Ngay chỗ này sẽ là cái ba lăng và ngay chỗ này sẽ là volume. Em sẽ test chất âm cho anh em nghe. Đi quá sáng. Con Natiuna C46 sẽ được trang bị cả cổng Line-in và Line-out ở mặt đằng sau. Và chúng ta thấy toàn bộ những cái dòng máy cao cấp của con Natiuna đều có những cái dạng khóa như thế này, thần kỳ thuận tiện khi mà chúng ta lấy cái phần băng ra, rất là đẹp. Rồi mời anh em thưởng thức trọn vẹn cái chất âm của con này nhé. Tuần này ta chúc cho mẹ già vui vườn cát này. Có kích thước khoảng tầm là gần 60, khoảng tầm 55 cm. Mọi thứ đều rất là chính xác. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip theo. Bây giờ em sẽ test thêm một cái đoạn FM nữa cho anh em nghe ha. Đây. Của cơ quan chức năng hầu hết đều lợi dụng các giao dịch thanh toán trên mạng chớp nhoáng và vô hình. Số 8 là mà món đó là các em có con chữ đến trường và có một cái tương lai tươi sáng hơn ạ. Thầy có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ đối với thầy khi mà gắn bó với mái trường dân hóa trong Ok, xin chào và hẹn gặp lại.